Nếu như ai đăng ký rồi thì đừng quên quét mã để nhận quà nha mọi người. Có phiếu giảm giá, thuốc bổ và nhân sâm tự nhiên nữa đó. Dạ, mời quét mã ở đây. Có tới hay không đây? Sẽ tới thôi la. Người tham lam như bà ta, thấy đồ miễn phí không chịu nổi, kiểu gì cũng tới. Bác ạ, từ từ đã bác. Nhanh lên đi, nhanh lên để hết quà đẹp đó. Bác, bác đi một mình cũng được mà, kéo con theo để làm gì chứ? Nè, con phải chụp hình gửi giáo viên nữa. Con thấy người ta vượt mặt chưa? Bác ơi, đi một mình chỉ nhận được một phần, đi hai người thì được hai phần quà. Xong rồi thì về chụp hình cho thầy cũng được mà con. Trời ơi, có gì nghiêm trọng đâu chứ. Được rồi, được rồi. Nè 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 nè, khoan đã, xếp hàng đi chứ. Của bà đi. Cảm ơn nha. Có chuyện gì không hả bà? À, là tôi đi với cháu tôi, cho tôi xin bộ nữa được không? À, dạ được chứ. À, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. À, nếu tôi không lấy phiếu giảm giá này thì có thể đổi cho tôi hai phần quà nữa được không? Dạ được chứ, con sẽ ưu tiên cho bác nha. À, tốt quá. Dạ đây. Đúng là tốt bụng quá. Cảm ơn cô nha. Dạ không có gì đâu. Con thấy không, được tới 4 phần quà lận đó. Bác ơi, chỉ là mê để ý thấy sắc mặt của bác rất là xanh xao đó. Bác có muốn để con kiểm tra sức khỏe cho bác hay không hả? Không tính phí đâu bác. Ui, họ phát quà miễn phí thiệt nè. Mấy cái này đắt tiền lắm đó nha. Trời, bác coi trọng mấy món đồ miễn phí quá vậy. Sao lúc nãy không để cho chị May kiểm tra sức khỏe đi? Chị ấy nói kiểm tra miễn phí mà. Con đúng là không có biết bài của người ta gì hết trơn hết trọi. Con biết không, người ta đem đồ khuyến mãi ra dụ. Nếu chúng ta mà đồng ý kiểm tra thì sẽ phát sinh thêm phí này phí kia. Chúng ta phải kiên định, đến lấy đồ khuyến mãi thôi là đủ rồi. Dạ. Vậy đó, hiểu chưa? Bác ơi, cẩn thận. Ây da, ui da. Bác à, từ từ thôi bác à. Trời ơi, ui, ui, bác đứng dậy nổi không? Ôi, lái xe cái kiểu gì vậy? Nè, bác à, nè, bác có đau không? Đau quá, chân tôi đau. Nè, bác từ từ thôi. Từ từ, dịn vào con nè. Trời ơi, đau quá. Bác à, đau chết đi được. Bác đau ở đâu vậy? Đau ở đầu gối nè. Ôi, ui da. Mê xin phép bác nha. Ôi, chết rồi bác ơi. Bác hãy tới phòng khám băng bó vết thương nha. Được. Đi bác. Dạ xong rồi. Cảm ơn nha. Con xin phép bác đi một chút. Được. Cho con xem, bác có đau không? Sao bác có vẻ để ý đến những thứ này vậy? Ở nhà của chúng ta cũng có nhiều nhân sâm mà. Nhà ta có nhân sâm trồng thôi, đó là nhân sâm tự nhiên, giá tiền khác nhau lắm. Con nhìn kìa, nó có hình dạng giống như con người. Cái đó nha, trị giá tới 100.000 bạc lận đó. Cao dữ vậy bác. Đúng rồi. Trà đi. Cảm ơn cô, cảm ơn nha. Cảm ơn. Chỉ là vết trầy nhỏ thôi. Bác cho con kiểm tra lại lần nữa cho chắc nha bác. Được, được, được. Dạ, mời bác. Dạ, đây.
mạch của bác không được ổn định đâu. Là sao? Là mạch của bác rất là yếu, với lại không đều đặn. Bác có cảm thấy là cơ thể yếu đi không vậy? Bác ăn không ngon, ngủ không yên. Bác thường bị đau đầu mà không hề biết nguyên do, có phải không? Trời, nói đúng như là tận mắt thấy vậy. Tôi uống bao nhiêu thuốc bổ này kia rồi mà vẫn vậy à? Nếu vậy, bác có muốn con chăm cứu chữa trị không? Con không tính tiền đâu. Không sao đâu, không cần đâu. Tôi cảm ơn cô nhiều. Tôi xin phép về trước. Cảm ơn cô nha. Dạ. Nè, con thấy chưa, bắt đầu lừa bán liệu trình rồi đó. Bác ơi, nếu mà bác để con chữa trị thì con sẽ biếu bác nhân sâm tự nhiên nha, để bồi bổ sức khỏe. Nhân sâm đó miễn phí hả? Dạ đúng đó, như là món quà đặc biệt dành cho vị khách hàng đầu tiên ở phòng khám của con. Dạ đồ đây. Rồi phải không chị Mê? Phải. Bác ơi. Bác. Bác. Bác sao vậy? Bác à, trả lời con đi bác. Bác Trân ơi. Chị à, bác có sao không? Sao bác lại nằm im vậy? Bác à, bác. Chị à, sao chị lại đứng yên như vậy chứ? Đến giúp bác đi. Chị, sao chị không làm gì đó đi? Sao lại không giúp bác vậy nè, chứ? Nè trời bùa ơi, sao lớn tiếng quá vậy? Làm bác thức giấc rồi nè. Đang ngủ ngon lành à, làm ồn quá chừng à. Bác không sao phải không bác? Làm sao, đang ngủ ngon lành mà. Ôi, con đó cứ khóc dạ. Lóc ầm ĩ lên không à. Ôi, cảm thấy thoải mái thiệt sự luôn đó nha.
Ôi trời ơi, cô mê đây, tay nghề của cô tuyệt vời luôn. À, chỉ là chăm cứu miễn phí thôi mà tốt tới như vậy luôn. Nhân sâm đi. Cảm ơn cô nha. Nè, lúc nào cô có gặp chuyện gì khó khăn cần tôi giúp thì cô cứ nói một tiếng ha. Thật ra thì cũng có một chuyện làm mê bận tâm đó bác. Chuyện là mê mở tiệm chăm cứu một mình, cũng tự mình vừa chăm cứu vừa chăm sóc khách hàng luôn đó bác. Không có nhiều thời gian nữa, nên là mê đang tìm một tiệm bốc thuốc giỏi khu này để cung cấp thuốc cho phòng khám của mê đó. Mà nghe mọi người nói là ở khu này có một tiệm thuốc bốc thuốc rất là giỏi. Tiệm Công Phiển có phải hay không? Dạ phải rồi, tên là Không Phiển đó bác. Bác cũng biết sao hả? Không phải chỉ biết thôi đâu, chính tôi đây là chủ tiệm luôn. Dạ thật không? Thật mà trời, số phận đưa chúng ta tới để quen biết nhau đó. Để hôm nào rảnh tôi sẽ mời cô tới nhà ăn cơm, rồi chúng ta nói chuyện thuốc thang ha. Dạ được đó bác. Hôm nay thật sự rất cảm ơn cô. Cảm ơn cô nhiều lắm. Con cũng cảm ơn bác nhiều lắm. Cô mê dễ thương lắm đó. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ con cảm ơn bác. Tôi đi. Dạ ha. Bác đi cẩn thận nha. Được. Bác thấy dễ chịu quá trời à. Cơ thể nhẹ nhàng thoải mái. Chị Mê nên chăm cho bà ta chết luôn đi. Bình tĩnh đi. Đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Lúc chị bắt mạch cho bà ta, chị phát hiện mạch ở não của bà ta có vấn đề. Nếu mà không được chữa trị thì không lâu nữa sẽ dở. Nên chị mới chăm cứu cho bà ta ăn no và ngủ say. Ăn no và ngủ say. Chị làm cho bà ta thích thú với đồ ăn. Bởi vì bà ta càng ăn, chất béo càng tích tụ, cholesterol tăng cao. Khi đó sẽ khiến cho mạch ở não dở nhanh hơn. Hôm nay sao mẹ ăn được quá vậy? Đúng vậy đó. Bình thường mẹ ăn mấy món này được chút là đã chán rồi. Không biết nữa, hôm nay thấy món nào cũng ngon, ngon thiệt á. Nè, ăn thôi. Mẹ ăn nhiều vô. Vịt cũng ngon nữa. Hôm nay vịt ngon thiệt đó nha. Mẹ, không được đâu. Sao vậy chứ, chờ đã con à. Sao phải chăm cứu vậy mẹ, con đang khỏe mạnh mà. Sao mà nói là khỏe được chứ, nếu con khỏe thiệt thì phải có cháo cho mẹ ẵm rồi. Ôi trời mẹ ơi. Nè, trời ơi. Nè, với lại còn chuyện này, cô Mê muốn mua thuốc ở tiệm chúng ta để dùng cho phòng khám của cổ. Mẹ cũng muốn con làm quen với cổ. Nè, tờ rơi của phòng khám đó đây nè.
Cái này có hiệu quả thật sao chị? Có chứ La. Chị biết rõ lạnh phơi thích gì. Chỉ cần cho một chút đồ ăn, đảm bảo không nhịn được đâu. Đã tới mức cho em châm cứu thì có nghĩa là bà ta thật sự không nhận ra em rồi. Bọn chúng không thể nhận ra Mê đâu. Bọn chúng nghĩ Phiển đã chết rồi. Phiển, Phiển ơi, Phiển gặp nguy hiểm. Phải đi cứu Phiển ngay. Là Phơi, Phơi đã lừa Phiển đó. Là Phơi đã lừa Phiển kết hôn đó. Ta sợ nó sẽ làm hại Phiển. Ta khờ dại, ta không nhìn ra, ta không nhìn ra bộ mặt thật của nó. Ta ngu dại, không thể bảo vệ được cháu gái duy nhất của ta. Ta ngu quá. Ông ơi, ông không hề sai gì hết. Bọn chúng mới là người sai đó ông. Ông đừng lo lắng quá. Bây giờ Phiển đã mạnh rồi. Tình Phơi không bao giờ làm hại được con nữa đâu ông à. Rồi anh ta sẽ phải biết là việc làm tổn thương chúng ta. Hắn sẽ phải trả giá nhiều hơn. Anh xem gì vậy? Sao phải nhìn chằm chằm như vậy chứ? Anh xem bóng đá mà, màn hình nhỏ xíu. Anh nè, trời đá kiểu gì kỳ. Ê, Bông, sao tiệm chúng ta chưa mở cửa? Ê, Giót, sao em đứng ở đây vậy? Không phụ bà mở tiệm hả? Kia kìa. Ờ, xin lỗi thưa cô tới đây ăn mì phải không? Hiện giờ chúng tôi vẫn chưa tới giờ mở cửa. Gì vậy chú? Cô ấy không phải đến ăn mì đâu. Vừa nãy bà đang mở cửa tiệm thì bị say sẩm mặt mày, nên cô ấy đã giúp đỡ. Rồi bây giờ cô ấy sẽ bắt mạch cho bà luôn. Dễ thương lắm, cô Mê à. Thầy thuốc. Cô Mê. À. Bà cảm thấy hơi thở không ổn định là do ô nhiễm nặng à, làm cho phổi không hoạt động hiệu quả được. Phải cân bằng âm dương trong cơ thể. Bà hãy tới phòng khám của con để chữa trị nha. Người già dễ bị bệnh như vậy đó mà. Gần đây bà cũng không uống thuốc bổ điều đặn nữa. Từ lúc gia đình của cháu Phiển đi rồi, bà cũng không còn muốn đặt chân tới tiệm thuốc đó nữa.
cũng 6 năm rồi đó chứ. Chuyện đó cũng qua lâu lắm rồi, bà đừng nhắc tới nữa. Sao bà không được nhắc tới hả? Đó là sự thật. Mỗi lần đi ngang tiệm thuốc đó, bà đều thấy đau lòng. Từ một tiệm thuốc chuyên giúp đỡ mọi người lại trở thành tiệm thuốc chuyên hút máu. Người đang bị ốm nặng mà chúng còn đuổi ra khỏi tiệm nữa đó. Còn công thức thuốc của dòng họ Phiến, chúng đã mặc giày đem ra kiếm ăn như là đúng rồi. Bà. Gì hả? Dạ đủ rồi. Dù bà không nói ra đi nữa, nhưng mà bà cũng rất nhớ hai người họ. Hay là con định chối là con hoàn toàn không nghĩ đến họ sao? Hả? Con nghĩ, thưa bà, con chỉ nghĩ một điều. Nếu lúc đó chúng ta không đi Hàn Quốc, ít nhất là ông và Phiển đã không gặp phải những chuyện tồi tệ như vậy rồi. Cô Mê ơi, cái này để trả ơn chuyện của bà. Mì trắng trộn mì vàng, không rau không tỏi phi, nhiều tấp mỡ, đúng như cô Mê thích đó. Tôi nhớ vì cô Mê thích ăn giống như bạn tôi. Anh cảm thấy rất có lỗi với bạn của anh sao? Đúng vậy. Chuyện xảy ra với Phỉnh quá tồi tệ khi để cô ấy tự đối mặt. Vào lúc cô ấy gặp nhiều rắc rối nhất, tôi lại không ở bên cạnh. Tôi là một người bạn rất tệ phải không? Bạn anh không nghĩ như vậy đâu mà. Tôi nghĩ cô ấy không muốn anh tự trách bản thân mình như vậy. Nếu Phiển còn sống, tôi nghĩ chắc cô ấy sẽ nói giống như cô. Mê nghĩ không người bạn nào muốn thấy bạn của mình buồn đâu. Đôi khi chỉ cần anh hạnh phúc thì bạn anh cũng sẽ hạnh phúc theo. Cảm ơn cô nhiều. Tôi cảm thấy tốt hơn rồi. Cảm ơn dì Mì nha. Được. Cô Mê, vừa nãy tôi có nghe cô mở phòng khám ở gần khu này. Khi nào cô có thời gian thì nhắn tôi. Tôi giới thiệu nhiều chỗ hay lắm. Chắc phải tới tuần sau mới được. Được thôi, vậy hẹn tuần sau gặp lại. Dạ. Nước tới rồi đây.
không ngon, không có ăn được. Con đem cái gì cho bác ăn vậy hả? Thì bác nói với con là bác thích ăn món ăn của tiệm này, con mua về cho bác rồi đó. Sao hôm nay lại không giống ngày hôm qua vậy? Không được, bác không ăn nữa, con đúng là vô tích sự. Ôi, sao hôm nay trời lại nóng tới như vậy hả? Ôi, sao bữa nay nóng dữ vậy, không hiểu nổi hà, bực quá đi. Ôi, nóng quá bực mình ghê á. À, trời ơi, bật quạt mạnh vậy hư hết kiểu tóc của bác rồi đây nè. Tắt đi, đừng có đụng vô nữa, tự bắt quạt. Chebu, mẹ của anh sao vậy? Em cũng không biết nữa anh. Nè, tự dưng bác cứ la đau đầu, đau đầu. Em có làm gì cũng không vừa ý của bác hết đó. Cái gì vậy hả? Đây là cái gì vậy? Trà nóng thì phải nóng hổi mới đúng chứ. Đây là nguội ngắt rồi, không có mùi vị gì hết trơn à. Cái gì vậy? Không có cái gì vừa ý tôi hết. Ơi, bực quá, tôi đi cho rồi. Mẹ, đủ rồi đó. Mẹ hả? Mẹ tiêu tiền cho sòng bạc nhiều quá rồi. Con nói với mẹ mỗi tháng chỉ cho chơi 10.000 thôi mà. Mỗi tháng 10.000 thì còn vui vẻ cái gì nữa hả? Mà con thì có quyền gì ra lệnh cho mẹ? Mẹ muốn làm cái gì thì làm, tiền của mẹ mà. Nhưng mà tiền này con là người kiếm ra đó. Nè nè, con quên mất rồi hả? Căn nhà này, cửa tiệm này là của con trai mẹ, không phải của con. Mẹ đang nhức cái đầu dữ lắm, đừng có nói chuyện chọc điên mẹ đó nghe. Nè bác Trưng, đau đầu thì đi sòng bạc cũng không giúp được gì đâu. Ở lại đây con sắc thuốc cho bác. Ơi, ai thèm uống thuốc chứ, đắng chết đi được. Tôi không có uống đâu, uống xong cũng không khỏi. Có bốc thuốc linh tinh hay không vậy trời? Không bằng cô mê chăm cứu gì hết trơn à. Ôi, Hồng ấy, giờ mẹ qua chỗ cô mê chăm cứu thêm lần nữa nghe. Được, con thấy mẹ bất bình thường đó, đến đi khám lại có đúng không? Đi, để con đưa mẹ đi. À, cũng được đó. Ôi, cô Mê. Dạ, chào xin bác. Xin chào cô nha. Xin lỗi vì mới sáng sớm mà đã làm phiền cô Mê rồi, tôi đau đầu. Dạ, không sao đâu, mẹ lúc nào cũng có thời gian dành cho bác mà. Cảm ơn cô nghe. Còn đây là ai vậy? Là Phơi, con trai của tôi. Đây là chủ nhân thật sự của tiệm thuốc đó. Vậy sao? Đẹp trai, quả xứng danh là ông chủ tiệm luôn đó. Rất vui được gặp cô. Chuyện công việc mình nói sao nha bác. Phải mau chữa trị cho bác trước đã. Được. Xin mời Giao. Đi mẹ. Đi thôi. Mời Giao. Để mẹ giúp bác. Được. Dạ, em gói thuốc xong sẽ gửi đến chỗ của chị. Hôm nay cảm ơn chị nhiều nha, xin cảm ơn chị. Cảm ơn nha. Chúng ta cảm đi. Ơn nha. Hanh, chị có việc ra ngoài một chút nha. Dạ. Anh Phơi đã về chưa? Dạ, vẫn chưa về. Sao đi lâu quá vậy? Thì bác Trân nói là đi chăm cứu mà, chắc sẽ đi lâu hơn mọi khi đó. Rồi hả? Dạ rồi. Sao rồi mẹ? Tốt hơn nhiều rồi con. Nhẹ cái đầu lắm luôn đó. Giày của tôi đâu mất tiêu rồi hả? Cái đầu nhẹ hẳn luôn, tốt hơn trước khi chăm cứu nhiều. Thật không vậy? Cô Mê đúng là giỏi thiệt nha. Tôi uống hàng trăm toa thuốc bổ cũng không bằng tay nghề của cô. Mẹ không dám so sánh với đơn thuốc và tay nghề của tiệm bác đâu.
tiệm đó không ai dám so sánh hết đó. Tôi sẽ sớm tới chăm cho đủ liệu trình luôn ha. Nhưng mà hôm nay tôi nhẹ đầu rồi, tôi phải đi làm việc kiếm tiền rồi đó. Chắc hôm nay sẽ kiếm được nhiều tiền lắm. Tôi đi thay đồ nha. Ê, này này, khoan, mẹ đợi đã. Mẹ định đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa bàn chuyện kinh doanh với cô Mê mà. Mẹ đi tới chỗ của ông Tông đó. Sao đi như vậy được mẹ? Lỡ như cãi nhau với lại Ní Xã nữa sao? Chơi bài chút xíu có làm sao đâu mà phải cãi. Con là con của ai hả? Con của mẹ hay con của Ní Xã? Anh Phơi nè, Mê nghĩ anh hãy để Bác Chân đi đi. Người lớn tuổi mà được tính toán kết bạn với mọi người thì cũng giống như là một cách rèn luyện trí não vậy đó. Ê, dễ thương quá chừng à. Cô Mê đây còn nói là đánh bạc tốt mà. Con muốn mẹ suy giảm trí nhớ hay sao? Mẹ qua đây với con một chút, nhanh lên. Hả? Cái gì nữa vậy? Con không bận tâm chuyện của Ní Xã đâu. Nhưng mà chúng ta còn chưa bàn chuyện thuốc thang với cô Mê mà. Thì có làm sao đâu, không có mẹ thì con vẫn nói chuyện được mà. Lại đây nè. Nè. Ôi thiệt à. Cô Mê ơi, tôi để thằng Phơi ở lại đây một chút, cô bàn chuyện thuốc thang với nó đi ha. Tôi đi đánh bài một chút nha. Nè, nhờ cô hết đó. Dạ, mẹ. Chào tạm biệt. Nếu vậy thì mời anh cùng ra ngoài. Được chứ. Mời anh. Để lần tới thì Mê sẽ chuẩn bị danh sách thuốc xem là cần dùng loại gì. Nhờ anh Phơi về nói với người bốc thuốc, rồi tới đây báo giá sao cũng được. Được không vậy anh? À thì cứ làm vậy đi. Trong sắc mặt của anh Phơi hơi xanh xao đó. Mê xin phép bắt mạch kiểm tra sức khỏe cho anh nha. Xin phép anh. Tình trạng của tôi sao rồi? Mạch đập của anh Phơi không được đều cho lắm, giống như đang hồi hộp chuyện gì đó. Hoặc có thể là do anh Phơi bị căng thẳng cũng nên đó. Hay là như vậy đi, Mê xin phép kiểm tra thêm một chút nữa. Phiền anh Phơi cởi nút áo ra một chút được không? Vậy được chưa? Được rồi. Ôi trời. Dạ không có gì đâu. Mê chỉ kiểm tra các cơ sơ sơ thôi. Xem ra hình như là anh Phơi bị hội chứng văn phòng đó. Mê nghĩ là anh Phơi để Mê chăm cứu cho anh nha. Đảm bảo là anh Phơi sẽ cảm thấy như là có thân thể mới luôn đó.
Thì cũng được đó. Nếu vậy thì mời anh Phơ vào phòng chăm cứu. Mình đi vào luôn nha. Alo em. Chị bắt máy rồi hả? Đang ở đâu đó? Em nhắn tin lâu lắm rồi sao không trả lời? Đang bận bằng công việc. Có người báo với em là mẹ lại đi đánh bài nữa rồi. Anh đó, sao anh không cản mẹ anh lại đi? Thì em cũng biết rồi mà, sao anh cản được tính mẹ? Em không biết đâu. Dù làm gì thì anh cũng phải mau mau đưa mẹ ra khỏi sòng bạc ngay, trước khi bà ấy nướng hết tiền của em. Anh Phơi à, nếu mà hôm nay không tiện thì cũng không sao đâu. Dù sao hôm khác chúng ta còn gặp lại nhau mà, đúng không? Tới bữa đó, Mê đảm bảo là anh Phơi sẽ cảm thấy thư thái chưa từng có luôn. Con có biết không, hôm nay mẹ may mắn lắm. Nếu Phơi nó không lại ngăn cản thì mẹ đã mang về cả chục ngàn rồi. Vậy số tiền mà mẹ kiếm được đã bao giờ phụ chi phí sinh hoạt hay chưa? Thì mẹ chứ cũng chưa. Mẹ mà kiếm được thì mẹ cũng lại đổ hết vào sòng bạc mà thôi. Mẹ à mẹ, mẹ có biết là con mệt mỏi ra sao không? Khi phải cố gắng chăm lo cho cái tiệm này, còn phải kiếm tiền cho mọi người ở trong nhà nữa, lại còn phải gửi tiền bảo kê cho anh Tông và Sảnh Tị nữa kìa. Trời ơi. Bây giờ bình tĩnh đi, từ từ nói chuyện có được không? Em bình tĩnh lâu lắm rồi đó, nhưng mà em không thấy có gì thay đổi hết. Mẹ vẫn đổ tiền vô sòng bạc hàng ngày. Từ bây giờ con chỉ cho mẹ mỗi tháng 10.000 để mẹ đánh bạc thôi. Nhưng mà nếu như nợ nhiều hơn nữa thì con sẽ không đi theo mà trả nợ cho mẹ như trước đây nữa đâu, nghe chưa? Nợ của mẹ đó thì mẹ tự đi mà trả đi. Cái con nhỏ này nè, đứng lại nói chuyện đi, mẹ không đồng ý đâu nghe. Thấy chưa, vợ của con đó thấy chưa? Có thấy vợ con không? Chỉ biết là mẹ đau đầu mất hứng. Sao không giống cô Mê gì hết trơn? Cô Mê nói chuyện xuôi tai ngọt liệm, nói là đánh bài tốt cái này tốt cái kia, lại còn chăm cứu cho mẹ sảng khoái, khỏe mạnh, ăn được, ngủ được nữa đó. Sao con dâu mẹ không giống cô Mê một chút nào hết vậy?